Xã hội loài người đã trải qua biết bao nhiêu nấc thang lịch sử thăng trầm và biến động. Kể từ khi con người ở đây, trong những hang động hoang sơ, bên cạnh những ngọn lửa đỏ rực, đến khi con người ở đây, trong những tòa nhà cao tầng với những ánh đèn điện chói mắt, thì tôn giáo vẫn luôn tồn tại. Tôn giáo là viễn cảnh trên thiên đường cùng với những vị thần, vị thánh đang sinh sống. Hay tôn giáo là chốn địa ngục sâu thẳm với những cảnh tượng ghê rợn. Đúng vậy, sự tồn tại của tôn giáo gắn với những yếu tố siêu nhiên như vậy. Nhưng đó không phải là tất cả. Tôn giáo còn gắn trực tiếp với đời sống của chính chúng ta. Không phải một người, một dân tộc hay một khu vực, mà rõ ràng toàn nhân loại đang song hành, thậm chí là gắn bó chặt chẽ với thứ được gọi là tôn giáo. Bộ mặt của tôn giáo dịch chuyển qua mỗi không gian hay mỗi dòng thời gian lại có những thay đổi khác nhau. Những gì các bạn vừa nhìn thấy là đại diện cho một tôn giáo, một tín ngưỡng lâu đời và lớn bậc nhất lịch sử nhân loại. Đó là Hồi giáo. Đừng để truyền thông về những vụ đánh bom hay khủng bố làm méo mó nhận thức của bạn về Hồi giáo. Còn rất nhiều điều chúng ta chưa hề biết về tôn giáo có hàng tỷ tín đồ này. Chào mừng các bạn đến với Vũ trụ Nguyên thủy. Hôm nay sẽ là một hành trình mới mang tên Hồi giáo và những bí ẩn chưa thể giải mã. Bạn có nhận ra hai người đàn ông trong bức ảnh này là ai hay không? Đây là Karl Marx, đây là Engels, còn đây là Lenin. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ không bàn về chủ nghĩa cộng sản. Có thể họ không phải là những con người cùng thời, nhưng cũng chẳng sai khi nói rằng họ đã thay đổi cả tiến trình lịch sử của con người bằng các học thuyết về xã hội. Nếu vì tiến trình phát triển của lịch sử là một con người, thì tôn giáo chẳng khác gì trái tim của con người đó. Và rõ ràng, những nhà lý luận kể trên không thể không nhắc đến tôn giáo trong những nghiên cứu của mình. Người đàn ông này đã nói rằng, sự sợ hãi tạo ra thần linh. Và dĩ nhiên, thần linh sẽ trở thành người đứng đầu một tôn giáo nào đó. Hãy theo quan điểm của người đàn ông này, tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh để trút bỏ hết tất thảy những nỗi đau chất chứa trong lòng. Mỗi tôn giáo lớn trên thế giới đều có những thánh địa thiêng liêng của riêng mình. Đó có thể là nơi cho những nguồn nước thiêng, ngọn núi thiêng hay là nơi trú ngụ của một vị thần linh nào đó. Và một tôn giáo lớn như Hồi giáo cũng chẳng phải là ngoại lệ. Đây là thánh địa Mecca, nơi mà mỗi năm có hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên thế giới quy tụ lại. Nhưng họ đến đây làm gì? Thánh địa có diện tích nằm ở trong thung lũng sa mạc phía Tây Ả Rập Xê Út, được cho là nơi sinh ra của con người này. Đây cũng là nơi có rất nhiều thánh đường nguy nga, lộng lẫy và cổ xưa bậc nhất của nhân loại. Cuộc hành hương thần thánh mỗi năm của tín đồ Hồi giáo nhằm bày tỏ tấm lòng quy phục của mình trước Thánh Allah và đồng thời để gột rửa linh hồn của chính bản thân mình. Hàng triệu con người từ khắp nơi trên thế giới đều hướng về đây. Với những tín đồ, nơi này với họ là bất khả xâm phạm, là nơi thiêng liêng vĩnh hằng. Còn với chúng ta, thì nó lại đang ẩn chứa bí ẩn về một vật thể kỳ bí bậc nhất trên hành tinh này. Nhà thờ Al-Masjid Al-Haram là nhà thờ Hồi giáo cổ xưa nhất trái đất. Nó cổ xưa đến nỗi, thậm chí có nhiều sử liệu còn cho rằng nó không phải thuộc sở hữu của những tín đồ đạo Hồi ngay từ ban đầu. Chủ nhân đầu tiên của nơi đây là những người ngoại giáo. Và đây là một trong những bí ẩn lớn của Hồi giáo mà chúng ta sẽ cùng giải mã hôm nay. Hắc thạch, phiến đá đen khổng lồ nằm một góc của nhà thờ Al-Masjid Al-Haram. Có vẻ như sắc trắng của nhà thờ đã thành công khiến phiến đá này trở nên nổi bật hơn hẳn. Cấu trúc bằng đá khổng lồ hình khối lập phương này được phủ trên mình một lớp vải lụa đen Kiswa thêu chỉ vàng cầu kỳ. Tên của nó là Kaaba, được xây bằng đá granite,
cao 15,2m, rộng 10,7m, dài 12,2m, với duy nhất một cổng vào bằng vàng ròng ở phía đông nam. Bên trong, sàn nhà lát cẩm thạch và đá vôi, có 3 cột trụ. Phiến đá hắc thạch nằm ở góc đông nam của tòa nhà, cao hơn mặt đất 1,5m. Người Hồi giáo tin rằng Thánh Allah đã ra lệnh xây dựng Kaaba và Đấng Tiên tri Muhammad đã đặt tảng đá vào bức tường của Kaaba năm 605. Phiến đá này, theo lời của những người Hồi giáo, là nơi ẩn chứa những năng lực siêu nhiên. Người Hồi giáo tin rằng nhà tiên tri Muhammad từng hôn lên phiến đá, do đó họ khát khao ít nhất một lần trong đời được hành hương đến Kaaba và hôn lên hắc thạch. Tảng đá được mô tả là có màu đen sẫm, chỉ dài khoảng 0,6m. Theo quan niệm của đạo Hồi, bề mặt đen bóng của tảng đá này là sự thay đổi qua thời gian. Vốn dĩ nó là một tảng đá màu trắng như thế này. Sau đó, qua quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, nó đã trở thành như thế này. Tại sao nó lại trở thành hình dạng như hiện tại ư? Bởi vì theo quan niệm của người Hồi giáo, nó chẳng khác nào một viên nam châm lớn hấp thụ những tội lỗi của nhân loại. Có lẽ lần đầu tiên mà phiến đá này được con người biết đến rộng rãi là khi nó xuất hiện trong nền văn học phương Tây ở thế kỷ 19. Cụ thể hơn là do người đàn ông này. Đây là Johann Ludwig Buchan, một vị khách du lịch người Thụy Sĩ đến Kaaba năm 1814. Trong tác phẩm có liên quan đến chuyến du lịch Ai Cập được xuất bản vào năm 1829, ông đã miêu tả lại hắc thạch như sau. Nó có hình bầu dục không đều, đường kính khoảng 18cm. Mặt trên sần sùi do có một tá viên đá dăm kích cỡ khác nhau được kết dính vào bởi một lượng nhỏ xi măng mịn. Tảng đá như thể từng vỡ tan tành rồi được gắn lại. Người đàn ông vĩ đại bậc nhất của thế giới Hồi giáo, nhà tiên tri Muhammad, đã gọi hắc thạch là bàn tay phải của Chúa. Tức là tảng đá này tượng trưng cho lòng trung thành và sự phục tùng. Trong Kinh Thánh có một vài đoạn đã đề cập đến ngày phán xét, tức là ngày mà con người sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trên cuộc đời của họ. Có không ít ý kiến cho rằng hắc thạch xuất hiện trong ngày phán xét, có những đôi mắt để nhìn, chiếc lưỡi để nói chuyện. Thật kỳ lạ khi đi thật xa, vượt qua bao khổ ải chỉ để làm điều này. Cảnh tượng chen lấn này cũng chẳng phải là lần đầu tiên diễn ra, bởi những tín đồ đạo Hồi tin rằng đây là hình thức quan trọng để bày tỏ lòng thành kính với Thánh Allah, nơi đặt hòn đá cũng ngăn cấm mọi người bàn tán hay nói bậy. Không ít người Hồi giáo cũng tin rằng hắc thạch là một phần của đá trời. Chúng ta chắc hẳn vẫn còn nhớ câu chuyện về Adam và Eva, những con người đầu tiên được Thượng Đế tạo ra. Vậy hai con người này thì có liên quan gì đến hắc thạch hay Hồi giáo? Những truyền thuyết về hắc thạch nhiều tới nỗi có thể xuất bản mấy cuốn sách dày. Nếu ví trí tò mò của con người như một thanh kim loại, thì những điều bí ẩn chắc hẳn chính là thứ này. Có truyền thuyết kể rằng khi Adam bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, ông cảm thấy vô cùng hối hận và day dứt vì đã không nghe lời Thượng Đế. Hắc thạch được trao cho Adam để giúp ông rửa sạch tội lỗi và cho phép ông trở lại thiên đàng. Từng theo một vài ý kiến khác thì hành trình của tảng đá đen này được tóm gọn như sau. Đầu tiên, nó được lấy từ ngọn núi gần đó bởi tổng lãnh thiên thần Gabriel. Qua thời gian, tảng đá bị hư hỏng nhiều và đánh mất nguyên trạng ban đầu. Tiếp đó, trong thời gian vương triều Hồi giáo Umayyad bao vây Mecca năm 683, nó được cho là bị vỡ làm nhiều mảnh do trúng đạn đá. Đến năm 930, tảng đá bị đánh cắp và đưa về Hajra, đảo quốc Bahrain ngày nay. Cuối cùng, nó đã được hoàn trả về cho Mecca. Đồng thời, cũng có không ít những cái chết đã xảy ra bởi những kẻ cố tình tiếp cận, hay điên rồ hơn là giao tiếp với tảng đá. Trong thế kỷ 11, một người đàn ông bị cáo buộc có ý định phá vỡ tảng đá và bị giết ngay tại chỗ, khiến tảng đá hư hỏng nhẹ. Năm 1674, đã có người cố ý dùng chất bẩn bôi vào hắc thạch để người nào hôn lên đó, dầu tóc sẽ bị vấy bẩn. Người Ba Tư bị nghi ngờ có liên quan đến những vụ lùm xùm này. Dù chẳng có những chứng cứ xác thực,
Nhưng người Ba Tư vẫn trở thành mục tiêu bị người Hồi giáo nguyền rủa trong nhiều thế kỷ sau. Ngày nay, viên đá vẫn còn dấu tích của những mảnh vỡ, ước tính từ 7 cho đến 15 mảnh. Chúng được dính lại với nhau bằng một khung bạc, đóng đinh bạc để gắn chặt với tảng đá. Nhưng nhìn trên hình ảnh như thế này thì thật khó để xác định. Nếu có cơ hội nhìn thấy tận mắt tảng đá này ngoài đời, thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ về kết cấu và hình dạng của nó hơn. Tảng đá đen này thì không hề đơn giản, vì nó là biểu tượng của tâm linh đầy linh thiêng. Và rõ ràng biểu tượng của một tôn giáo lớn không thể để người ngoài tự ý phán xét hay nghiên cứu được. Vì không được phép nghiên cứu trực tiếp tảng đá, nên các nhà khoa học chỉ có thể phỏng đoán về yếu tố cấu thành của nó. Họ phỏng đoán đó là một tảng đá ba gian, mã não, thậm chí là đá vỏ chai từ vũ trụ. Một giả thuyết cho rằng hòn đá chính là thiên thạch được người Ả Rập tiền Hồi giáo thờ phụng. Một nhóm các nhà khoa học và địa chất học ở đảo Oxford, nước Anh đã lấy mẫu cát gần nơi tảng đá và xét nghiệm. Nghiên cứu của họ nói rằng tảng đá được bao phủ trong sương mù, vì những người trông coi nó không cho phép tiến hành bất kỳ thử nghiệm khoa học nào trên nó vì lý do văn hóa và tôn giáo. Do đó, nhiều nỗ lực được thực hiện để xác định thông tin về nó. Những mẫu cát địa phương lấy từ bán kính 2 km của tảng đá cho thấy một lượng iridium, kim loại thường thấy trong thiên thạch rơi xuống trái đất, nhiều hơn mức bình thường so với lượng iridium trung bình trong vỏ trái đất. Ngoài ra, còn rất nhiều tế bào hình nón bị vỡ, một đặc điểm địa chất hiếm gặp chỉ hình thành trong nền đá miệng hố khi thiên thạch va chạm với mặt đất hoặc các vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu khác do Robert Diez và John McHorn ở Đại học Illinois tiến hành vào năm 1975 lại kết luận hắc thạch không phải là đá thiên thạch hay ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên gì. Một nhà địa chất vô danh người Ả Rập từng thực hiện nghi lễ Hajj đã kiểm tra hòn đá, phát hiện thấy có rải sáng khuếch tán, cho thấy nó thực chất là đá mã não. Nhưng nhà khoa học Elisabeth Thomsen ở Đại học Copenhagen, Đan Mạch lại đề xuất một giả thuyết khác vào năm 1980. Bà cho rằng đá có thể là một mảnh thủy tinh hình thành từ tác động của thiên thạch bị phân mảnh rơi tại đây. Địa điểm này nằm ở sa mạc Rub Al Khali, cách Mecca 1.100 km về phía đông. Các miệng hố tại Guaba là điểm nhấn cho sự hiện diện của các khối thủy tinh silicate được nung chảy bởi độ nóng của những cú va chạm và được ngâm trong các hạt từ một hợp kim niken sắt có trong thiên thạch. Một số miếng thủy tinh được tạo ra từ thủy tinh đen sáng bóng, có lỗ màu trắng hoặc màu vàng, chứa đầy khí, cho phép chúng nổi trên mặt nước. Các nhà khoa học đã không hề biết tới các hố ở Guaba. Mãi đến năm 1932, các hố nằm gần vị trí tới Oman đã được cư dân sa mạc phát hiện. Các hố lớn hơn đã được nhắc tới trong thi ca Ả Rập cổ. Guaba hoặc Uba, hay còn được gọi là Iram Apila, thành phố nghìn trụ cột, là vị trí của một thành phố cổ tuyệt đẹp đã bị lửa thiêu rụi do sự nổi giận của vị vua trị vì thành phố đó. Nếu tính tuổi của chiếc hố là khá chính xác, nó nằm ở khoảng thời gian có người sinh sống ở vùng đất Ả Rập. Giả thuyết viên đá là thiên thạch đang bị các nhà địa chất nghi ngờ. Phía bảo tàng lịch sử tự nhiên Anh cho rằng nó có thể là Perseus Dometeorite, tảng đá mặt đất bị nhầm lẫn có nguồn gốc là thiên thạch. Dù là gì đi nữa, thì hắc thạch vẫn là hòn đá thiêng nổi tiếng nhất thế giới. Tiếp tục là trung tâm của những cuộc hành hương về vùng đất thiêng Mecca. Có lẽ không chỉ những tín đồ Hồi giáo, mà ngay cả chúng ta cũng đã quá quen với những hình ảnh chen lấn ở thánh địa linh thiêng nhất của tôn giáo này. Nếu không thể hôn lên tảng đá, những tín đồ đạo Hồi cũng sẽ cố hết sức để chạm vào nó. Bạn thấy thế nào khi nhìn thấy sự chen lấn của những tín đồ Hồi giáo để chạm đến tảng đá đen linh thiêng trong bức ảnh này? Quả thật là khủng khiếp đúng không nào? Từ tưởng tượng mà xem, nếu vô tình bị cuốn vào đám đông này, chắc bạn sẽ chẳng thở nổi mất. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì nếu so với khung cảnh những hàng người Hồi giáo dài hành hương về thánh địa Mecca hàng năm. Cuộc hành hương diễn ra từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 12 của Dhul Hijjah, tháng thứ 12 và là tháng cuối cùng trong lịch sử Hồi giáo. Bởi lịch Hồi giáo ngắn hơn 11 ngày so với công lịch, nên ngày tổ chức Hajj theo lịch Tây thay đổi từ năm này qua năm khác. Trước khi đến với cuộc hành hương khổng lồ này,
có lẽ chúng ta nên tìm hiểu một chút về lý do vì sao những tín đồ Hồi giáo sẵn sàng bỏ cả mạng sống của mình để thực hiện nó cho bằng được. Trước hết, cuộc hành hương về thánh địa chắc chắn là xuất phát từ nguyện vọng của những giáo dân. Khi mùa hành hương bắt đầu, bạn sẽ phải thực sự choáng ngợp trước cảnh tượng này. Hơn 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp mọi nơi trên thế giới, không kể độ tuổi, giới tính, không kể giàu nghèo, không kể quốc tịch, sẽ đổ về thánh địa thiêng liêng nhất của họ là Mecca. Đây là cuộc hành hương lớn nhất và cũng là bổn phận thiêng liêng nhất của những tín đồ Hồi giáo. Giới truyền thông quốc tế chắc là đã quá quen với những cuộc hành hương khổng lồ hàng năm. Mecca, tên đầy đủ là Makka al-Mukarrama, nằm bên cạnh dãy núi Sa'dat. Thành phố cổ này chính là thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo. Đây là địa điểm đầu tiên trên trái đất được tôn thờ. Chính tại nơi đây, Ibrahim và con trai ngài Ismail đã xây nên tòa thánh Kaaba, một trung tâm của giáo hội Hồi giáo, một địa điểm thu hút khách hành hương mỗi năm. Dân số cư dân thành phố hiện đang rơi vào khoảng hơn 2 triệu người. Nhưng vào dịp lễ hàng năm, vào tháng thứ 12 theo lịch Hồi giáo, lượng du khách sẽ tăng kỷ lục. Có lúc số du khách sẽ gấp 3 lần số người dân địa phương. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do duy nhất. Theo quy định của đạo Hồi, mỗi giáo dân ít nhất một lần trong cuộc đời phải hành hương về Mecca bằng chính những đồng tiền mà bản thân mình làm ra. Để bắt đầu chuyến hành trình hành hương của mình, họ, những tín đồ đạo Hồi, phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Trước khi đi, họ phải chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cho những người thân ở nhà và cho chính bản thân họ trong thời gian đi hành lễ. Cuộc hành hương về thánh địa Mecca của người Hồi giáo được gọi là lễ Haji, được tổ chức thường niên và diễn ra khi tháng ăn chay Ramadan kết thúc. Lúc này không phải ai cũng được tới Mecca, chỉ có những người Hồi giáo mới có thể làm điều đó mà thôi. Sau khi hành hương tới đây trong lễ Haji, họ sẽ có được danh hiệu là Hajj hoặc Haji. Thông thường, họ thực hiện các Umrah, tức là các cuộc hành hương nhỏ trên đường hành hương đến Masjid al-Haram. Đạo Hồi dạy rằng, nếu một người thực hiện Umrah hoặc Haji theo đúng nghi thức và với ý nguyện chân thành để cầu xin Đức Allah, thì tất cả họ sẽ được tha tội. Trong lễ Haji, các tín đồ phải thực hiện nhiều nghi thức khác nhau. Đầu tiên, họ phải xếp hàng đi vòng quanh cấu trúc đá Kaaba linh thiêng, rồi đi bộ ngược chiều kim đồng hồ 7 lần xung quanh Kaaba ở chính giữa sân thánh đường Hồi giáo Masjid al-Haram. Thánh đường này nằm ở giữa hai ngọn đồi là Al-Safa và Al-Marwa, nên các tín đồ Hồi giáo sẽ phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Tiếp đó, họ phải uống nước từ giếng Zamzam, tham gia lễ ném đá quỷ Satan để trừ tà, chính là nghi thức cuối cùng mà người Hồi giáo phải thực hiện trong chuyến hành hương của mình. Những tín đồ Hồi giáo đủ mọi lứa tuổi đều có nguyện ước thực hiện được cuộc hành hương tâm linh này ít nhất một lần trong đời. Nhiều người đã đăng ký và chờ đợi rất lâu để được đi. Có nhiều người mất tới cả chục năm chờ đợi và chuẩn bị kinh phí. Để hành hương về được nơi chốn tâm linh, có người phải bán đi một phần lớn gia sản của mình hoặc dành dụm tích lũy cả đời để có tiền thực hiện nguyện ước. The Reuters đã dẫn lời một tín đồ hành hương tới từ Tunisia rằng: "Tôi từng đến đây thực hiện Umrah vào năm 2007, và hôm nay, sau 10 năm đăng ký và chờ đợi, tôi đã được quay lại đây. Tôi không thể mô tả cảm giác này, ngày nào tôi cũng khóc." Hay một tín đồ khác cũng kể rằng, để có tiền đến Mecca, anh đã phải bán đi một mảnh đất ở Yemen, nơi mắc kẹt suốt 3 năm vì chiến tranh giữa Ả Rập Saudi và Iran. Anh nói, chi phí nên giá cả đắt đỏ. Xong ở đây tôi cảm thấy bình an và cầu xin Chúa Trời cho chiến tranh kết thúc. Trước khi lễ Haji diễn ra, rất đông tín đồ đã đổ về Mecca và tham gia các buổi cầu nguyện. Những người hành hương hầu hết mặc áo choàng trắng, không đeo trang sức và không dùng nước hoa để thể hiện sự bình đẳng trước Chúa Trời, bất kể giàu nghèo. Cuộc hành hương thường diễn ra trong 5 ngày với nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm thể hiện sự đoàn kết và quy phục Thượng Đế. Theo cuốn lịch sử Hồi giáo của Karen Armstrong, hình thức hành hương hiện tại do nhà tiên tri Muhammad đặt ra từ thế kỷ thứ 7. Tuy nhiên, theo Kinh Koran, nghi thức này bắt nguồn từ thời đại của Abraham, nhà tiên tri theo quan niệm của Hồi giáo
vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên. Đạo Hồi cho rằng Abraham được lệnh của Thượng Đế phải bỏ lại vợ là Hagar và con trai Ishmael tại sa mạc ở Mecca cổ đại. Khi tìm nước, Hagar chạy 7 lần giữa hai ngọn đồi Safa và Marwa nhưng không thấy. Trở về chỗ Ishmael đang chờ, bà thấy con trai di chân trên mặt đất và nước bắn lên từ dưới chân con. Sau đó, Abraham xây dựng Kaaba, địa điểm thiêng liêng nhất trong Đạo Hồi, được coi là nhà của Thượng Đế và kêu gọi mọi người hành hương. Khi những người hành hương còn cách Mecca khoảng 10 km, họ sẽ mặc lễ phục Ihram. Nam giới mặc trang phục gồm hai mảnh vải trắng, một mảnh quấn ở eo, mảnh còn lại vắt chéo ở vai. Nữ có thể mặc váy thông thường theo nguyên tắc của Hồi giáo, nơi thầy lễ phục được gọi là Miqat. Họ làm nghi lễ tẩy trần, tuyên bố mong muốn thực hiện cuộc hành hương. Họ không được cắt móng tay, cạo bất kỳ phần nào của cơ thể, quan hệ tình dục, làm hư hại cây trồng, sát sinh, kết hôn hay mang theo vũ khí. Nam phải để đầu trần, nữ phải để hở mặt và tay. Khi đến nhà thờ Hồi giáo Masjid Al-Haram, người hành hương phải đi bộ 7 vòng ngược chiều đồng hồ quanh Kaaba, bắt đầu bằng việc hôn hay chạm tay vào hắc thạch. Ở góc phía đông của Kaaba, nghi thức này gọi là Tawaf. Nếu không thể hôn hoặc chạm được phiến đá vì quá đông, họ có thể chỉ đơn giản là đưa tay lên cao, hướng về phía phiến đá trong mỗi lượt đi. Họ không được ăn, nhưng được phép uống nước. Nam giới được khuyến khích bước nhanh ở 3 vòng khởi đầu và bước đi bình thường ở 4 vòng sau. Sau đó, họ sẽ cầu nguyện và uống nước từ giếng Zamzam. Tiếp theo, họ sẽ chạy hoặc đi bộ 7 lần qua đoạn đường nối đồi Safa với Marwa, nằm gần Kaaba. Sau đó, nam giới cạo đầu và phụ nữ cắt một ít tóc. Theo cuốn Cách nhìn trong nghiên cứu tôn giáo tập 3 của Dada Adelogo, vào ngày đầu tiên của cuộc hành hương, những người tham gia được nhắc nhở về nhiệm vụ của mình. Họ sẽ mặc lễ phục theo quy định và xác nhận mong muốn thực hiện cuộc hành hương. Sau khi cầu nguyện vào buổi sáng, họ tới Mina và ở đó cả ngày để cầu nguyện. Sáng hôm sau, họ tới đồi Arafat, cách Mecca khoảng 20 km về phía đông. Ngày thứ hai tại Arafat, họ đứng cầu nguyện với những lời thỉnh cầu, ăn năn, chuộc lỗi và xin Thượng Đế xá tội. Họ lắng nghe bài giảng từ các học giả Hồi giáo ở gần Jaba al-Rahma, được cho là nơi mà nhà tiên tri Mohammed thực hiện bài giảng cuối cùng. Nghi thức này còn được gọi là đứng trước Thượng Đế, kéo dài từ trưa qua hoàng hôn, là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong cuộc hành hương. Người hành hương được coi là không hợp lệ nếu họ không thực hiện nghi thức này ở Arafat. Người hành hương phải rời Arafat đến Muzdalifah sau khi mặt trời lặn. Khi đến đó, họ cầu nguyện, ngủ dưới mặt đất và thu thập đá để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Họ thu thập đá để làm gì ư? Chúng ta sẽ có được câu trả lời trong ngày hành hương tiếp theo. Ngày thứ ba, trở lại Mina, người hành hương thực hiện nghi lễ ném đá quỷ dữ bằng cách ném 7 viên đá vào trụ cột lớn nhất trong 3 cột tại đây, được gọi là Zamrat al-Aqaba. 2 trụ cột còn lại được gọi là Zamara, không bị ném đá vào ngày này. Những trụ cột này được cho là đại diện cho quỷ Satan. Vì lý do an toàn, năm 2004, các trụ cột được thay thế bởi các bức tường dài, phần bên dưới xây nhô ra để hứng đá. Sau đó, động vật được hiến sinh để tưởng nhớ câu chuyện của Abraham và Ishmael. Theo truyền thống, người hành hương tự sát sinh hoặc giám sát việc giết mổ. Ngày nay có dịch vụ để làm điều đó với những lò mổ hiện đại. Thịt sẽ được làm từ thiện hoặc phân phát cho người nghèo. Sau khi hiến sinh con vật, người hành hương phải cạo đầu hoặc cắt tóc. Cùng ngày hoặc ngày hôm sau, họ quay trở lại nhà thờ Hồi giáo Masjid Al-Haram ở Mecca và lại đi bộ 7 vòng qua Kaaba. Việc này tượng trưng cho sự gấp rút đến với Thượng Đế và thể hiện tình yêu đối với người, một phần bắt buộc cho cuộc hành hương. Ban đêm, họ trở lại Mina để ngủ. Trưa ngày thứ tư, những người hành hương lại một lần nữa ném đá vào cột trụ tại Mina. Lần này họ ném vào cả 3 cột trụ, mỗi cột 7 viên. Ngày thứ năm, họ lặp lại nghi lễ này. Người hành hương phải rời Mina để đến Mecca trước khi mặt trời lặn vào ngày này. Nếu không kịp rời đi vào ngày thứ năm,
họ sẽ phải thực hiện nghi lễ ném đám một lần nữa vào ngày hôm sau trước khi trở về thánh địa Mecca. Cuối cùng, trước khi rời khỏi Mecca để hồi hương, họ phải thực hiện Tawaf từ biệt, tức là lại đi vòng quanh Kaaba 7 lần ngược chiều kim đồng hồ. Mỗi một dịp các tín đồ Hồi giáo hành hương về thánh địa Mecca trong mùa lễ Hajj là một lần giới chức sở tại đau đầu lo lắng. Bởi dù họ đã cố gắng mọi cách thì vẫn không thể lường trước được những gì sẽ xảy ra khi hàng triệu người đổ về thánh địa này. Chính vì quá đông người nên điều đáng lo ngại nhất của giới chức sở tại là kiểm soát đám đông và giữ vững an ninh những khu vực có các hoạt động tôn giáo. Lịch sử của các cuộc hành hương về thánh địa Mecca đã xảy ra không ít vụ tai nạn kinh hoàng, thảm khốc, khi số người chết vì tai nạn lên đến con số hàng nghìn người. Đơn cử như những vụ tai nạn thảm khốc sau đã để lại nỗi khiếp đảm trong lịch sử lễ Hajj. Vụ tai nạn đầu tiên được ghi nhận vào năm 1987, trong cuộc hành hương đầy thiêng liêng của các tín đồ, một cuộc đụng độ tại thánh địa Mecca giữa giới chức Ả Rập Saudi với những người Iran đang dàn dựng các cuộc biểu tình chống Mỹ bất hợp pháp đã khiến 402 người chết, phần lớn trong số đó là người Iran. Ngoài ra, đã có 649 người bị thương. Năm 1994, một vụ dẫm đạp khác xảy ra tại lễ ném đá quỷ Satan đã khiến cho 270 người, phần lớn trong số đó là người Indonesia, thiệt mạng. Năm 2006, một vụ dẫm đạp của những người hành hương khi chen nhau hoàn tất phần quan trọng cuối cùng của lễ hành hương Hajj đã khiến cho 356 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương. Ngày 11 tháng 9 năm 2015, một chiếc cần cầu khổng lồ đã đổ sập xuống đại thánh đường Masjid al-Haram ở Mecca, một trong những thánh đường lớn nhất của người Hồi giáo, đã khiến ít nhất 107 người thiệt mạng và 230 người khác bị thương khi đang hành lễ. Bộ trưởng Y tế Ả Rập Xê Út đổ lỗi cho những người hành hương vô kỷ luật đã gây ra vụ việc và nói rằng thảm kịch này sẽ không xảy ra nếu họ tuân thủ lịch trình thời gian do giới chức thiết lập. Thảm kịch đã khơi lại hoài nghi về khả năng quản lý lễ hành hương lớn nhất thế giới hàng năm của Ả Rập Xê Út. Nó cũng dẫn đến một cuộc tranh cãi về chính trị khi quan chức các nước đổ lỗi cho nhau trước cả khi các hoạt động cứu hộ kết thúc. Với các tín đồ của đạo Hồi, lễ Hajj không chỉ là bổn phận tôn giáo cần hoàn thành. Nó thể hiện sự đoàn kết và lòng quy phục hướng về Thánh Allah. Họ bất chấp hiểm nguy, sinh mạng và thậm chí mang tiền bạc tiết kiệm trong hàng chục năm trời chỉ để tới vùng thánh địa thiêng liêng này một lần để thỏa mãn nguyện ước tâm linh. Ngoài ra, điều quan trọng để hàng triệu người Hồi giáo đổ về Mecca mỗi năm là bởi họ tin rằng lễ Hajj có thể khiến linh hồn được tái sinh. Kinh Quran viết, vào ngày được gọi là ngày phán xét, Thượng Đế Allah sẽ cân nhắc giữa điều ác và những việc thiện mà con người đã làm trong cuộc đời để quyết định xem họ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục sau khi chết. Và Hajj được xem là một trong những cơ hội để các tín đồ đạo Hồi tẩy rửa tội lỗi, được đến thiên đàng sau khi chết. Những bí ẩn về Mecca và phiến đá đen mang tên Kaaba cũng đã đủ để khiến chúng ta hiểu rằng Hồi giáo là một trong những tôn giáo bí ẩn bậc nhất trên hành tinh mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến Hồi giáo nhưng lại bỏ qua điều này. Đến nay, vẫn chưa thể xác định được cuốn kinh có niên đại lâu nhất trên thế giới. Mặc dù người ta đã phát hiện ra cuốn kinh tồn tại gần 1.500 năm tuổi, nhưng ai biết đó có phải là cuốn đầu tiên hay không? Thật sự là một câu hỏi khó giải đáp. Tín đồ Hồi giáo tin rằng Thiên Kinh Quran là cuốn sách hướng dẫn thiêng liêng từ Thượng Đế truyền cho Muhammad thông qua thiên thần Gabriel trong vòng khoảng thời gian 23 năm. Và xem Thiên Kinh này như là thiên khải cuối cùng của Thượng Đế cho nhân loại. Vấn đề liệu Thiên Kinh Quran đã được tạo ra hay tồn tại vĩnh cửu trở thành chủ đề được tranh luận thần học ở thế kỷ thứ 9. Mu'tazilas, một trường phái thần học Hồi giáo cho rằng Kinh Quran đã được tạo ra dựa trên những lý do và suy nghĩ hợp lý, trong khi phần đông các thần học Hồi giáo khác coi Kinh Quran là trường tôn cùng Thượng Đế và do đó vô tác. Về mặt tâm linh, người Hồi giáo tôn kính cuốn Kinh Quran cao hơn mọi cuốn sách và mọi thứ trên đời. Để thể hiện niềm tôn kính tuyệt đối này, trong các ngôi nhà của tín đồ Hồi giáo, cuốn Thánh Kinh này được đặt ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất. Các tín đồ không được phép để mở cuốn kinh khi đặt xuống bàn hay không sử dụng nữa, không được ngáp ngủ hay tỏ ra mệt mỏi khi đang đọc kinh.
Việc để ngón tay ướt vì nước hay nước bọt để lật các trang của thánh kinh cũng bị coi là có tội. Các tín đồ cũng không được học và đọc kinh Quran trên máy tính hay điện thoại di động. Trước khi đọc kinh, phải đảm bảo thân thể và tay chân sạch sẽ. Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt cũng không được khuyến khích đọc kinh. Tất cả quá trình làm sạch này gọi là wuzu, nhằm đảm bảo tính thuần khiết của Hồi giáo. Kỷ lục cuốn kinh Quran đắt nhất thế giới được xác lập vào năm 2007 với giá bán là hơn 2,3 triệu đô la Mỹ. Tiếp đó, vào năm sau, cuốn kinh Gutenberg được bán với giá 5,5 triệu đô la vào năm 2008. Giá trị đặc biệt của cuốn sách này là văn bản được in bằng vàng, còn lời bình luận được in bằng bạc. Tính tổng cộng, các công trình nghệ thuật liên quan đến kinh Quran của các nước theo đạo Hồi được bán trong cuộc bán đấu giá lần này lên tới gần 6 triệu bảng Anh. Sau khi đấng tiên tri Muhammad qua đời vào năm 632, 114 chương viết tay thánh kinh Quran của Muhammad đã bị thất lạc. Trải qua 571 năm thu thập, cuốn kinh Quran đầy đủ đã được in và chính thức xuất bản vào tháng 6 năm 1203, tức là ngày 17 tháng Ramadan năm 599 theo lịch Hồi giáo. Những trang rời chép kinh Quran được tìm thấy ở thành phố Birmingham cách đây không lâu. Sau khi được kiểm tra để xác định niên đại, người ta đã có thể khẳng định rằng những trang kinh này cổ nhất thế giới và đã tồn tại từ trước khi cuốn kinh Quran chính thức đầu tiên được viết ra. Trước đây, các tín đồ đạo Hồi thường tin rằng nhà tiên tri Muhammad chính là người đã dày công tạo nên kinh Quran, và kinh Quran đã được biên soạn sau khi ngài qua đời để tránh thất truyền hoặc biến tấu những lời truyền dạy của nhà tiên tri theo thời gian. Việc phát hiện những trang kinh Quran cổ nhất thế giới được cho là gây chấn động đối với những người nghiên cứu lịch sử đạo Hồi. Điều này đã làm nảy sinh những câu hỏi mới và cả những giả thuyết gây tranh cãi về lịch sử Hồi giáo thời kỳ đầu tiên. Liệu kinh Quran có phải do người đàn ông này sáng tạo ra hay không? Hay là một thế lực bí ẩn nào đó đã để lại những giáo lý này cho hậu thế? Những trang kinh Quran này được xác định niên đại vào khoảng 1371 đến 1448 năm tuổi. Người ta đã tìm thấy những trang kinh này kẹp trong một cuốn kinh Quran có niên đại từ thế kỷ thứ 7 tại thư viện của trường đại học Birmingham. Những trang kinh này được viết bằng thứ chữ Ả Rập cổ xưa trên giấy giả. Những trang kinh đó đã được đem đi kiểm tra carbon để xác định niên đại bởi các chuyên gia của trường đại học Oxford nước Anh và được xác định niên đại từ khoảng năm 568 đến năm 645. Trong khi đó, nhà tiên tri Muhammad được cho là sống trong khoảng thời gian từ 570 đến năm 632. Liệu các nhà nghiên cứu có điều gì nhầm lẫn không nhỉ? Máy móc và trang thiết bị hiện đại của con người phải chịu thua dòng chảy của thời gian hay sao? Chi tiết mới được phát hiện này càng khiến việc xác định nguồn gốc và lịch sử ra đời của kinh Quran trở nên khó khăn, kéo theo những câu hỏi mới đặt ra về cuộc đời của nhà tiên tri Muhammad và các tín đồ. Các tín đồ đạo Hồi luôn tin rằng nhà tiên tri Muhammad đã nhận được những lời truyền dạy của Thượng Đế thông qua một thiên thần trung chuyển trong khoảng thời gian từ năm 610 đến 632. Những lời này đã được thiên thần truyền đạt để nhà tiên tri Muhammad học thuộc và sau đó truyền lại cho các tín đồ tạo thành kinh Quran. Nhà tiên tri Muhammad sinh ra ở Mecca, Ả Rập Saudi năm 570. Tương truyền vào một đêm năm 610, khi Muhammad, một người đàn ông sùng đạo, đang ngồi thiền trong một hang động ở núi Hira, thì được một tạo vật bằng ánh sáng tìm đến và bắt đầu truyền cho những lời của Thượng Đế. Nhà tiên tri Muhammad đã sáng lập ra đạo Hồi vào khoảng thập niên 610 và cộng đồng Hồi giáo đầu tiên được thành lập ở thành Medina, Ả Rập Saudi từ năm 622. Trong khoảng thời gian này, kinh Quran được học thuộc lòng, lưu giữ bằng trí nhớ và chỉ được truyền mượn bởi tương truyền lúc sinh thời. Nhà tiên tri Muhammad đã ngăn cản không cho tín đồ chép lại lời ông nói mà khuyến khích mọi người cố gắng học thuộc lòng kinh Quran. Tuy vậy, sau khi Muhammad qua đời vào năm 632, người kế nhiệm đầu tiên của ông Khalif Abu Bakr đã ra lệnh biên soạn lại kinh Quran một cách hệ thống. Công trình này được coi là hoàn tất vào năm 650 dưới thời Khalif thứ 3, Uthman bin Affan. Những nhà khoa học hiện đại đã nói rằng việc giải mã cuộn kinh là thách thức trong suốt 45 năm qua với chúng tôi. Nhưng công việc này rất thú vị. Theo Life Sciences, En Gedi là một ốc đảo sa mạc cách đông nam thành phố Jerusalem khoảng 32 km. Những cư dân đầu tiên đến ở En Gedi từ 5.000 năm trước. Ốc đảo này được ghi trong Kinh Thánh là nơi mà vua David bỏ chạy, thoát khỏi sự thù hận và ghen tuông của vua Saul. David sống sót, thậm chí còn thắng vua Saul,
trở thành quốc vương Israel vào năm 1010 đến 970 trước Công nguyên. En-Gedi sau đó bị thiêu trụi, không còn ai quay lại sinh sống hay nhặt nhạnh tài sản có giá trị nữa. Porat nói, trong khi khai quật khu vực giáo đường Do Thái, các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều mảnh cuộn kinh bị cháy xém, một chiếc hộp quyên góp chứa 3.500 đồng xu, đèn dầu làm bằng gốm và thủy tinh. Cuộn kinh tìm thấy ở En-Gedi viết bằng tiếng Hebrew, tức là tiếng Do Thái cổ lâu đời nhất được tìm thấy sau khi phát hiện cuộn biển chết vào năm 1947, có niên đại khoảng 2.000 năm trước. Các nhà nghiên cứu lúc đầu không kỳ vọng giải mã được cuộn kinh bị đốt cháy. Khoảng một năm trước, cơ quan khảo cổ Israel hợp tác với công ty Merkel Technologies sử dụng máy chụp vi cắt lớp Microcomputed quét lại các mảnh vỡ cuộn kinh. Sau đó, họ gửi bản quét cho giáo sư Brent Silis, Đại học Kentucky, nước Mỹ. Ông phát triển phần mềm kỹ thuật số SEALS có khả năng dựng lại văn bản. Phần mềm này dựng lại được một cuộn kinh chứa 8 câu đầu trong kinh cựu ước Leviticus. Tuy cuộn En-Gedi được phát hiện cách nơi tìm thấy cuộn biển chết nổi tiếng không xa, nhưng nó đặc biệt vì được tìm thấy trong một giáo đường Do Thái. En-Gedi còn là một ngôi làng của người Do Thái trong thời kỳ Byzantine, từ khoảng thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Porat nói, đây là lần đầu mà các nhà khảo cổ phát hiện ra một cuộn kinh trong giáo đường Do Thái. IAEA đánh giá rằng, những kiến thức trong cổ vật mà họ đang bảo quản là phát hiện quan trọng nhất của thế kỷ thứ 20. Các nhà khoa học hy vọng sẽ giải mã đầy đủ các mảnh thông tin bằng công nghệ tiên tiến này. Nhưng những điều bí ẩn xoay quanh cuốn sách này vẫn chưa dừng lại ở đó. Đây là hình ảnh của cậu bé Ali Yobov, 9 tháng tuổi, người Nga, với những ký tự lạ trên người. Bạn nghĩ bố mẹ của đứa trẻ này là những tín đồ Hồi giáo ư? Hay bạn đang nghĩ những ký tự trên cơ thể cậu bé là do xăm mình mà ra? Tất cả đều không chính xác. Bé Ali, 9 tháng tuổi, đã được gia đình đưa tới các bác sĩ sau khi trên da em xuất hiện những ký tự của cuốn kinh Koran của người Hồi giáo. Cậu bé và gia đình sống tại một ngôi làng nhỏ ở Dagestan, Chechnya, nước Nga. Cha mẹ của Ali không hề theo Hồi giáo. Chị Marina Jakubova, mẹ của cậu bé, cho biết rằng lúc đầu những ký tự lạ chỉ xuất hiện trên cằm sau khi em bé chào đời vài tuần, nhưng sau đó các chữ Ả Rập nổi lên ở cả lưng, chân và bụng. Các ký tự xuất hiện 2 lần một tuần, thường là vào thứ 2 và thứ 5 hoặc đêm thứ 6. Ký tự cũ biến mất trước khi ký tự mới xuất hiện. Những lúc đó Ali thường khóc và nhiệt độ cơ thể tăng lên khi chữ nổi lên. Gia đình Yobov không nói cho ai biết về điều này. Lúc đầu bố mẹ của cậu bé không để ý, nhưng khi những chữ Ả Rập xuất hiện trên da, họ bắt đầu lo lắng và đưa bé đi khám bác sĩ. Và rõ ràng chính các bác sĩ điều trị cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác cho hiện tượng kỳ lạ này. Nếu thực sự là một hiện tượng tôn giáo, thì tại sao cậu bé người Nga này lại được lựa chọn? Phải chăng Chúa Trời đang muốn truyền cho chúng ta, những con người đang sinh sống trên trái đất này, một thông điệp nào đó? Rõ ràng những dòng chữ đó chẳng do ai viết lên cả. Thật kỳ lạ. Những câu chuyện thậm chí còn có đôi phần hư ảo như đã đề cập ở trên về kinh Koran hay hắc thạch, quả thực đã chứng minh được luận điểm của người đàn ông này. Đúng vậy, dù là Hồi giáo hay Phật giáo thì đều là sự phản ánh một cách hư ảo về giới tự nhiên và con người, về các quan hệ xã hội. Chính con người đã khoác cho thần thánh những sức mạnh siêu nhiên khác với bản chất của mình, để rồi từ đó con người có chỗ dựa, được chở che, an ủi, dù đó chỉ là chỗ dựa hư ảo. Hồi giáo hiện nay đang là chỗ dựa tinh thần cho hơn 15% dân số thế giới, tức tương đương 1 tỷ người. Một con số quá ư là khủng khiếp. Nơi này chính là nơi mà Hồi giáo chiếm ưu thế. Dù đây là nơi cư trú của nhiều cộng đồng văn hóa, sắc tộc khác nhau, nhưng đa số người dân Trung Đông vẫn là tín đồ của đạo Hồi. Kể từ sau khi người đàn ông này mất đi, một cuộc tranh luận về quyền kế vị đã khiến cộng đồng Hồi giáo bị chia rẽ sâu sắc. Phân thành hai dòng chính là Sunni và Shi'i. Theo trang CFR, dòng Hồi giáo Sunni là những người ủng hộ Abu Bakr, người bạn và bố vợ của nhà tiên tri Muhammad, lên làm người kế vị. Thuật ngữ Sunni bắt nguồn từ cụm từ An-As Sunnah, có nghĩa là những người theo truyền thống. Dòng Sunni tin rằng Abu Bakr là người kế vị thích hợp của nhà tiên tri Muhammad. Trong khi đó, dòng Shi'i là những người ủng hộ Ali Ibn Abi Talib, con rể của nhà tiên tri Muhammad, làm người kế vị. Từ Shi'at là viết tắt của Shi'atu Ali,
tiếng Ả Rập có nghĩa là những người đi theo Ali. Người theo dòng Sunni cho rằng hậu duệ của Muhammad mới là người kế vị chính đáng. Từ mâu thuẫn trên dẫn đến sự khác biệt trong việc tiếp cận các bản ghi chép lời dạy của nhà tiên tri Muhammad, và mâu thuẫn cứ ngày qua ngày bị khoét sâu hơn nữa. Dần dần, những sự khác biệt, xung đột về quan điểm chính trị cũng như cách thực hiện nghi thức Hồi giáo cũng nảy sinh. Sự phân chia thành hai dòng Sunni và Shi'i là biến cố quan trọng gây xung đột nhiều nhất trong lịch sử Hồi giáo. Ngày nay, sự chia rẽ trong Hồi giáo càng sâu sắc và làm nảy sinh hai nhóm phong trào Hồi giáo, cấp tiến và cực đoan. Các phong trào Hồi giáo cực đoan được xem là gốc rễ của các nhóm khủng bố Hồi giáo hiện nay. Sự chia rẽ sâu sắc trong Hồi giáo, mâu thuẫn giữa Kitô giáo, Hồi giáo và sự can thiệp của nước ngoài vào khu vực Trung Đông được xem là các nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự xuất hiện của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nếu các nguyên nhân này không được giải quyết triệt để, Hồi giáo cực đoan sẽ không thể bị xóa sổ, và cuộc sống của những người dân lành ở khu vực Trung Đông theo đó cũng khó có thể trọn vẹn. Còn bạn, bạn có tin rằng phiến đá đen có thể hấp thụ những tội lỗi của con người hay không? Nhà tiên tri Muhammad là người đã soạn ra Kinh Koran hay là một ai đó khác? Hay bạn có muốn được một lần đến đây để chứng kiến cuộc hành hương của những người Hồi giáo hay không? Đừng quên để lại ý kiến cho chúng tôi ở dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo của Vũ trụ Nguyên thủy. Còn bây giờ thì mời ekip, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại.